Chào bạn, bây giờ là chúng ta sẽ giới thiệu về cái đế truyền Boss bản nhựa đúc và cái bản IMD. Đầu tiên là cái đế truyền Boss bản nhựa đúc, nó dùng cho các cái máy Boss 18V Lion, tức là cái pin cài. Khi mà chúng ta muốn chuyển về pin Makita hay gọi là pin thông dụng kiểu như này. Thì cái phiên bản đầu tiên mà tôi giới thiệu ở đây là cái phiên bản dùng cái nhựa đúc của Tàu. Cái phiên bản này có cái đặc điểm là nó đang làm theo cái thứ tự bị ngược. Mà thấy là cái chiều cắm với cả cái chiều pin nó đang bị ngược nhau. Thành ra rất là buồn cười. Đối với các cái máy khoan thì không vấn đề gì cả. Và chúng ta nó sẽ cắm về cái kiểu như này, cắm dưới đít, cắm ngược phía dưới đít này. Đấy, bạn thấy là đây cắm theo thứ tự ngược. Bởi pin bình thường nó sẽ cắm cùng chiều với cả cái này. Đấy. Thì cái thứ tự ngược này bình thường thì cũng không vấn đề gì cả. Tuy nhiên khi mà bạn lắp sang các cái máy kiểu như máy hút bụi này thì lại có một vấn đề. Đó là cái máy hút bụi này thì khi mà bạn cắm pin có theo thứ tự ngược này thì pin bạn sẽ không cắm theo cái chiều này được, bởi vì nó vướng. Để dùng là pin nó sẽ không cắm theo thứ tự ngược này và nó sẽ bị vướng. Cho nên thành ra khi mà cắm vào máy hút bụi thì cái phương án của bạn sẽ là gì? Bạn cắm một pin ở đây trước, sau với bạn cắm vào máy thì nó hơi lách cách, nó chỉ có một cái chiều kiểu như vậy thôi. Bạn sẽ phải cắm vào pin vào đây trước này, sau đó bạn sẽ cắm cái này vào đây. Dùng nó hơi khó chịu. Thì đây là cái đặc điểm của Boss phiên bản cài mà theo thứ tự ngược. Ở đây tôi có một cái bản in 3D theo thứ tự xuôi. Đây là cái phiên bản do tôi tự chế. Nó cũng làm được như là cái phiên bản theo thứ tự ngược kia. Ở đây nó chỉ sử dụng đến 4 chân thôi, 1 này, chân âm, chân dương và cái chân tín hiệu ở đây mới ở giữa thôi, nó không cần dùng nhiều chân. Thì khi lắp vào cái máy kiểu như này thì bây giờ thay vì bạn lắp như vừa rồi thì bạn ở đây sẽ lắp xuôi pin. Đấy. Lắp xuôi pin là như nào? Là pin của bạn lúc này nó có thể cắm theo cái chiều như này, rút ra này, rất là tiện. Đấy. Thì đây là thứ tự xuôi này. Còn đối với cả cái máy thông thường thì cái việc lắp cũng khá là dễ. Đối máy thông thường thì bây giờ cái thứ tự của nó sẽ là như thế này. Thứ tự nó sẽ lắp theo thứ tự xuôi kiểu nha. Cái máy này thì cái motor nó hơi kém này. Đấy. Thứ tự xuôi. Đấy, khi nhổ pin bạn sẽ nhổ về phía trước nha. Nó tiện hơn rất nhiều so với cả cái thứ tự ngược mà cái bản đế truyền của Tàu, đế truyền nhựa đúc này nó thiết kế. Với cái pin Boss khi mà chuyển về pin Makita thì bây giờ bạn chỉ còn một cái cục pin duy nhất mà bạn có thể chạy cho mọi cái máy và bạn chỉ cần một bộ sạc. Đấy chính là cái mục đích khi mà thiết kế đế truyền của tôi. Rồi, xin cảm ơn bạn đã theo dõi.